Rất vui được gặp lại anh chị trong video ngày hôm nay. Em Đào Hoàng kênh điện thoại Tây Ninh xin chính chúc anh chị dồi à, dào sức khỏe và an toàn trong mùa dịch Covid 19. Ngày hôm nay thì à, em sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà nằm tại vị trí là phường Long Hành Bắc, thị xã Hoa Thành, tỉnh Tế Ninh. Đây là nhân vật chính của mình. Thì à, trước khi đi review nhà mình à, sẽ xem sổ của nhà ngày hôm nay nha. Đây là quyển sổ của căn nhà và đất ngày hôm nay còn sổ hồng thì nằm chính chủ tại nhà nghe anh chị anh chị ưng ý thì công chứng sang tên ngay trong ngày mặt tiền của căn nhà mình là đường nhựa 10 m bên hông vẫn còn một cái con đường hẻm hiện trạng là khoảng một mét rưỡi đến 2 mét nha anh chị nhưng mà con đường này thì người ta ít đi thôi cây cỏ nó mọc hơi nhiều còn hiện trạng bên ngoài con đường hẻm một mét rưỡi hai mét này vẫn là con đường thông về mình phát những cái cây mà em vừa nói sơ đi thì nó sẽ rất là thông thoáng thì cái thế nhà của mình đó là sẽ là ba mặt tiền nha anh chị còn còn một con đường hẻm lộ bốn thước phía sau nữa nè đó, thì con đường này hiện tại vẫn trên quy hoạch chưa có là đường thông nhưng mà sổ của mình là ba mặt tiền đường hiện tại bên ngoài là hai mặt tiền đường thì, à, tính từ con đường nhựa 10m này nè bên góc tay trái nè anh chị mặt tiền nhà của mình là 4.37 đấy 4m 37 dài xuống hai bên là 22 m và mặt hậu cuối cùng nó nở ra là 5.69 m, một cái thế nhà nở hậu à hai mặt tiền đường hiện trạng, còn trên sổ là ba mặt tiền đường, rất là đẹp luôn. Đất và nhà ngày hôm nay thì tổng diện tích là 109,8 m2 và trong đó nó có 59,09 là m2 là ONT đất ở tại nông thôn. Và vị trí căn nhà của mình tọa lạc tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hoa Thành, tỉnh Tây Ninh. Di chuyển về chợ Long Hoa là chỉ khoảng 400m, một khu vực uh, trung tâm của thị xã Hoa Thành rồi. Nơi uh, phát triển bậc nhất của Tây Ninh luôn nha anh chị. Bây giờ thì uh, mình quay ra review chi tiết căn nhà của mình. Đây là hình ảnh thực tế căn nhà của mình. À, một con đường hẻm uh, 2m bên hông nè, cây mọc hơi nhiều nha. Và ít có người đi, nhưng mà tuyến đường này là tuyến đường thông thoáng hết. Căn nhà của mình thì được xây kiên cố trên cái mặt tiền đường, đường nhựa 10 mét này. Mỗi bên là chừa hết lộ giới rồi đó anh chị. Còn cổng rào của nhà mình ngày hôm nay rất là kiên cố, lát đá hoa cương. Ở trên thì có làm mái che và cửa thì là cửa cuốn nha. Khu vực này là khu vực đô thị rồi, thì hiện tại là đang xài nước cấp, có đồng hồ nước này anh chị. Và căn nhà ngày hôm nay thì chủ đang ở cho chính tay người ta xây rất là kiên cố, chứ không phải là xây để như những thương lái khác để bán nha. Về chất lượng công trình là mình cũng đảm bảo luôn. Phía trước thì đã được lát đá hết rồi nè, sạch đẹp. Mà tông màu chủ đạo của căn nhà ngày hôm nay là màu xanh. Tường này là tường bên hông nhà nhé quý anh chị, cũng đã được bê tới nóc luôn. Và để lấy ánh sáng ở phía trước này thì mình kéo cái, cái uh, máy che ra, còn không thì mình đóng lại. Phía trước này có một khoảng mảng xanh, rất là đẹp, trồng trúc, cây vạn tới và một số cây kiển khác. Một cái mặt dựng rất là đẹp đúng không anh chị? Nhà mặt phố, ngang là 4 m mấy thôi, nhưng mà thiết kế nhìn rất là đẹp và thoáng. Tam cấp và cửa sổ. Thì cánh cửa sổ và cửa chính này ngày hôm nay là nhôm Sifa, kính cường lực. Đồ đạc đều là cao cấp hết nha. Đây, kính cường lực nè nhôm thì nhôm sifa rất là nặng luôn. Đó quý anh chị thấy được cái không gian phòng khách rất là đẹp luôn nha. Và xin đưa một thông tin rất là quan trọng. Căn nhà ngày hôm nay chủ bán sẽ để lại toàn bộ nội thất cho anh chị luôn. Bất cứ cái đồ gì em quay trên đây là chủ sẽ để lại hết nha. Một không gian rất là thoáng mát, sạch đẹp và rất là hiện đại. Có bàn salon nè. Đấy, còn bước vào là gặp ngay ông điểm thần tài để đón lộc tường lật lăn bê toàn bộ. CV cầu vô tổng. Và đối diện là tivi, tủ để tivi, máy quạt nước, tủ để trưng bày rượu và bằng khen. Một không gian phòng khách rất là hiện đại rồi nha anh chị. Cũng không cần phải phân tích thêm. Đầu đạt đều là đồ cao cấp hết. Không gian phòng khách này, nếu tới cái bức bình phong ngăn giữa cái bếp thì phòng khách này cũng khoảng độ 18, 19 mét vuông nha anh chị và đây có bố trí một cái quầy bar nè cho anh chị xem lại cái view ngay phòng khách của mình nữa quầy bar này thì để ngăn cách giữa cái bếp và phòng khách của mình bếp này thì đầy đủ tiện nghi từ tủ gỗ nè à, bếp từ máy hút khí tủ lạnh nồi niêu son chảo đều là đồ cung cấp hết và tất cả đồ này đều để lại cho chủ sau nha Lát đá hoa cương. Đây là bếp từ. Thì à, cái mẫu nhà này là mẫu nhà được thiết kế hiện đại. À, mới nhất năm 2020-2021. Anh chị mua về chỉ việc à, dọn vào và ở ngay thôi. Đồ đạc, nội thất bên trong nhà người ta đã có sẵn hết rồi. Đây là cửa sổ lớn. Cũng được à, lát đá hoa cương. Và nhôm sifa pha kính cường lực. À, toàn bộ cái nền à, của mình là gạch cao cấp nha. Giả gỗ. Đấy không gian bếp và phòng khách rất là sang trọng và đẳng cấp trần thì lau phong thịt cao đèn led đây gạch gỗ như anh chị rồi đây là hành lang để dẫn xuống hai phòng ngủ của mình khu vực này cũng có viền thịt cao làm đẹp căn nhà luôn hành lang dẫn xuống là khoảng một mét rưỡi có ba cái ghế để ngồi à, và liên tiếp hai cửa sổ để lấy ánh sáng hai phòng ngủ của mình đây là phòng ngủ đầu tiên với diện tích là 10 m vuông thì cái phòng ngủ này cũng đã là gắn đèn led hết rồi mọi thứ đều rất là sạch sẽ và gọn gàng của chị có một cái máy lạnh trong đây nữa đấy đây là phòng ngủ đầu tiên tiếp tục từ phòng ngủ này mình đi sang cái phòng ngủ thứ hai thì giữa không gian phòng ngủ này á thì có một cái toilet công cộng nằm ngoài trong đây thì cũng có vòi sen nè bồn toilet lavabo kiến lát gạch lên đến, đến tới nóc và cũng là tràn lò phong phạch cao đèn led mọi thứ đều rất là chuẩn luôn nha Đó, đây là toilet công cộng và trên đây thì cũng còn một cái máy hút khí nữa anh chị để cái không gian của mình toilet khi mà đi vệ sinh xong không bị ảnh hưởng lên cái mùi không khí bên ngoài đây là cái phòng ngủ thứ hai với diện tích tương đương phòng ngủ thứ nhất nhưng mà có thêm một cái toilet nằm bên trong nữa một cái giường gỗ rất là lớn trên đây thì cũng có máy hút khí trong phòng luôn Trần lau phong thịt cao Đèn led Và điện chùm Máy lạnh thì nằm trên cái kệ tủ này nha anh chị Tủ này thì là tủ âm tường Thiết kế thông minh Và phòng này cũng có tivi nè Và máy lạnh nằm trên à, Trong đây thì toilet trong phòng nha Rất là tiện lợi khỏi đi ra đi vô Cũng tương đương với cái toilet lúc nãy và đặc biệt trong phòng này thì có một cái gương và gương này là gương đèn led rất là sáng và à, có một cái lỗ thông ra cái hành lang để em bật cái gương này lên cho quý chị xem nha nó đèn led rất là đẹp luôn đấy em vừa bắt lên luôn ha rồi đây là một cái phòng ngủ thứ hai đầy đủ tiện nghi để lại tất cả cho mình đồ đạc còn mới à, bê là nguyên si luôn không có hiện tượng hoen ố gì hết nha ở đây thì là hành lang nè cho quý anh chị nhìn lại một cái nữa nhà rất là đẹp và nó liền ở đây là một không gian để máy giặt cũng như là chỗ phơi đồ ngoài ra còn một cái cửa mạch nè để thông ra cái con đường bên hông của anh chị cũng như là đây là cái giếng trời để lấy ánh sáng của căn nhà mình nói chung thì mọi không gian trong căn nhà này mình vào nghe rất là thoải mái thoáng mát và sạch sẽ đó thì là trên đây toàn bộ về căn nhà của mình ngày hôm nay à, một căn nhà thiết kế hiện đại thông minh để toàn bộ tất cả nội thất lại cho anh chị à, phù hợp một gia đình có con cái ở nha và vị trí di chuyển về trường về chợ về trung tâm của thị xã hòa thành cực kỳ gần chỉ tính bằng trăm mét thôi đó là toàn bộ căn nhà của mình thì bây giờ anh chị theo chân em đi từ vị trí nhà ra chợ long hoa coi gần như thế nào nha đây là căn nhà của mình. À, hướng mình chạy là con đường nhựa 10m để ra chợ Long Hoa. Thì hiện tại chủ đang kêu bán căn nhà này với cái giá là 2 tỷ 100 triệu, thương lượng nhẹ để lại toàn bộ nội thất cho anh chị luôn, chỉ dọn vào và ở ngay thôi. Sổ sách chính chủ nằm tại nhà. Và để cái giá tiền mua một căn nhà như thế này, một vị trí đắc địa nằm tại thị xã Hoa Thành cũng rất là khó nha. Thì căn nhà ngày hôm nay, nếu anh chị nào À, thấy ưng ý thì hãy gọi với em qua số điện thoại là 098 0981877139 để đi liên hệ à, xem nhà và gặp chính chủ thương lượng. Đây, từ vị trí này là mình đã thấy được cái chợ Long Hoa rồi nha anh chị. Một khu vực à, đông đúc, nhộn nhịp trung tâm của thị xã Hòa Thành, phát triển bằng nhất của tỉnh Tây Ninh. À đây là cái à, sạp bán ở ngoài của chợ Long Hoa nè hiện tại thì cái chợ Long Hoa này người ta đã đầu tư xây dựng nhà lồng hết rồi nhưng mà các tiểu thương vẫn còn thích bán ở ngoài rè nè toàn bộ đều dọn ra phía ngoài hết nha anh chị đấy mình đang đi vòng cái vòng tròn của chợ Long Hoa một trong những cái chợ lớn nhất Tây Ninh lâu đời và hầu như là ai cũng biết chợ rất là nổi tiếng nha hướng này đang dòng lại cái cổng chính là cửa số 1 của chợ Long Hoa đây À, biển hiệu chợ Long Hoa nè anh chị. Thì à, đối diện đây là mình chạy tiếng đường về báo báo Quốc tử. à, đó là Trung tâm Thị ủy của Thị xã Qua Thành luôn. Thì à, đến đây video em khá là già rồi, cũng khá khá thông tin. Thì anh chị nào à, thấy ở ý căn nhà thì xin liên lạc với em qua số điện thoại hiện trên màn hình, cũng như là anh chị nào cần bán nhà và đất cấp tại tỉnh tây ninh thì à, liên lạc với em qua số điện thoại là 0981877139 để em có thể xuống khảo sát thực tế và ra hàng cho anh chị nha Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo về nhà và đất em là Hoàng kênh điện thoại tinh ninh xin kính chào